Ôi chào các bác nhá. Chào mừng toàn thể các bác trở lại kênh nặng Tín Auto ngày hôm nay nhá. Và tiếp tục có video thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Auto tiếp tục về các bác được thêm 100 bộ pin sạc nữa. Thực sự các bác là dòng pin sạc cuối năm này cực kỳ ít nhá. Thời điểm này để bác mua dòng pin sạc rất hiếm luôn. Đây là dòng pin sạc chính hãng của Dabo. Anh em nó số kênh của em bao năm nay rồi, em chỉ bán duy nhất một dòng pin này thôi. Thực sự đây là một dòng pin sạc rất chất lượng, em đã bán rất nhiều. Dabo 3200 mAh nhá, dòng pin hai Thường anh em mua thị trường có loại 1800, 2000 đến 3000, nhưng con này hai cơ, dòng bao cao cấp luôn. Hàng chính hãng của bầu Đấy. Và em nói luôn là trong quá là dùng mic không dây thì không thể thiếu bộ một bộ pin sạc rồi. Thấp nhất anh em phải dùng pin sạc cho em thời điểm này phải dùng pin sạc nhá. Một nó rất tiết kiệm, hết lại sạc, hai nó rất an toàn, quan trọng nó rất an toàn. Bác dùng cái pin con thỏ ấy, nó bị chảy nước ra cái này gần như vứt tay mic đi không thể chữa đâu. Nhưng pin này anh em yên tâm là không bị chảy nước hàng chính hãng luôn. Đây thì trong một hộp này sẽ gồm bốn viên pin gọi là hai đôi. Đấy, dòng 3500 mm bác nhìn này, pin rất là chất lượng nhá. Dòng pin này thì anh em yên tâm luôn. Đây, cứ hết cho vào đây sạc cho em. Con này sạc có màn hình nhá, đây cho lên sạc Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho 10 bác đầu tiên nhanh tay Chốt bộ pin sạc này Giá sẽ rất là tốt nhá Thực sự là năm nay cái dòng pin sạc này bác biết rồi Cuối năm này tất cả hàng diện lên rất là cao Nhưng em vẫn tiếp tục bình ổn giá cho bác chơi Tết này nhá Đây bác nhìn này Cứ cho hết vào đây Cho đúng chiều cho em sạc vào đây Đấy cá mổ điện sạc nhá Dùng rất an toàn Và ngày hôm nay có 10 bộ duy nhất cho bác nào chốt nhắn tin lại Chốt pin sạc cho em Cứ nhắn tin cho em 0971 183 596 đây Cứ nhắn tin cho em nhá chốt pin sạc cho em cứ nhắn tin chốt đi sạc 320 000 một bộ này bao ship, 320 000 nghìn. 320 000 một combo chốt pin sạc cho em, sẽ gồm hai đôi pin sạc và đốc sạc. Đây, các sẽ nhận hàng như này. Bao là nhắn tin cho em chỉ có 10 bộ đầu tiên nhá. Còn 10 bộ hết 10 bộ quay về giá 390 000 nhá. Vì em vẫn đang bán là 390 ngày hôm nay bác là chốt nhắn tin cho anh em chốt pin sạc 10 bộ duy nhất với giá 320.000đ. 0971183596 nhắn tin cho em nhá. Chốt pin sạc 320 000 một combo này em bao ship. Đấy 320 000 Bao là nhắn tin cho em chốt pin sạc cho em. 0971183596 chốt pin sạc Chốt pin sạc 320 000 một bộ. Bao ship bảo hành cho các bác thoải mái luôn, 320 000 Đấy bao nhắn tin em nhá, chốt pin sạc cho em. Thực sự anh em một combo đây, sẽ gồm hai đôi pin sạc mà một đốt sạc này 320 000 nhá. Bao này nhắn tin em em bao ship cho anh luôn, bao ship tận nơi luôn, 320 000 một bộ. Đấy, 0971183596, chốt pin sạc. Đấy ghi rõ chốt pin sạc cho em. Đấy, chốt pin sạc 320 000 một bộ này. Anh em nhìn này, dòng pin xịn nó khác đúng không? Nhìn nó chất lượng nó khác hoàn toàn. Ở, tiền ra nó xứng đáng luôn. Đây, anh em lấy nhắn tin cho em nhé 0971 này 183596 cứ nhắn tin cho em là sẽ có nhân viên chốt đơn các bác nhé 320 000 một bộ em bao ship chốt pin sạc Đấy, 0971 183596 chốt pin sạc cho em Số lượng thì không có nhiều nhưng anh em lưu ý là số lượng đợt này em sẽ không có nhiều đâu Thực sự bác là thời điểm này là nó quá khó khăn trong hàng hóa rồi không thể về được đâu Nên là bác nào nhu cầu nhanh tay anh nhắn tin luôn cho em Đấy em chỉ có đúng 10 bộ nhất như này thôi Không có nhiều anh em nhé Không có nhiều đâu mà thể bán nhiều đâu Em nói luôn là không thể có nhiều đâu nên bác nào có nhu cầu thì nhanh tay nhắn tin cho em tôi 0971 này 183596 em bao ship tận nơi các bác bảo hành quá luôn thoải mái luôn Chốt pin sạc Chốt pin sạc cho em Ok chưa Anh em lấy nhắn tin cho em nhé Anh em nào có nhu cầu hãy nhắn tin luôn cho em nhé Và xin chào các bác nhé Nhanh tay cũng để hết hàng nhé